27 inch 2012 tới 2017, 27 inch 2012 tới 17 em người nha, hai loại. Chào mọi người đến với kênh của Hoàng Vũ Center. Hôm nay mình làm một video mới, tức là video này mình sẽ khui thùng về các bộ nguồn của iMac hiện tại. Bộ nguồn iMac hiện tại thì mình có mấy loại như sau. Thứ nhất là 21 inch và 27 inch nha mọi người. Cũng 209 tới 217, 21 inch cũng vậy. Thì tổng cộng thì nó chỉ có mấy loại thôi, 4 loại bộ nguồn. Thì đây hôm nay mình khui cái thùng này là mình nhập về mình phân phối bộ nguồn. Tiêu đề có thể nói là phân phối bộ nguồn iMac ha mọi người ha. Đây mình khui ra nha, là để coi thử nó về đúng là không, mình khó phân biệt được chiều. Không phải biện được đâu. À đây, đây coi thử đây, nó quấn một lớp vậy là hai cái. Đây là bộ nguồn của iMac 27 inch nè mọi người, 27 inch 2009 10 11 12 một loại ha. Đây một loại bỏ qua đây. Coi thử tiếp theo mình lấy cái loại khác này, nó giật gúm lắm nha mọi người. Đây, bộ nguồn này là của iMac, người xem nè. Này là iMac 27 inch 2012 tới 2017, 27 inch 2012 tới 17 em người nha, hai loại. Nó có 4 loại thôi, mỗi loại mình làm chục cái. Đây loại thứ ba, bộ nguồn của iMac 21 inch 2012, 13, 14, 15, 16, 17. Đây mọi người, đây đầy mới đó. Rồi còn một loại nữa trong đây, coi anh ta nằm ở đâu. Đây một bộ nguồn nữa, cái này là đây 21 inch 2009 10 11 12 nha mọi người, 21 inch. Đó có 4 loại thôi, mình nhập mỗi loại một lần về 10 cái, thùng về 40 cái đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của Hoàng Vũ Center. Khi còn mà bộ nguồn về iMac thì hãy liên hệ với Hoàng Vũ Center, check trực tiếp website vân vân. Mình đợi giá là tốt nhất, tại vì mình nhập khẩu và phân phối nên là sẽ có giá tốt nhất cho các bạn. Còn bạn nào muốn thay luôn thì mình có dịch vụ kèm theo là thay luôn đó, dịch vụ đầy đủ tại Hoàng Vũ Center. Ok.